I win Đà Nẵng, Việt Nam, Central Việt Nam. We got the fireworks going on here. And then over there is the Dragon Bridge. And then they have the Love Bridge. And then on the side over there is the night market. A lot of stuff going on Saturday night, about 9 p.m., 9:30. Fireworks, that's a really long time.
and restaurant and shops. Street food. River. A lot of people, like the whole city coming out. Barbecue. Non-stop there.
bao năm hỏi non non đây, bánh bao đặc biệt, bánh bao đây, bánh bao, bánh bao đây, bánh bao Vinpearl.
everywhere's people. Joey Pyro sẽ phát huy thế mạnh của mình, chỉ huy dàn nhạc giao hưởng của pháo hoa và âm nhạc hòa quyện, đưa khán giả đi vào nhiều cung bậc cảm xúc diệu kỳ. Tiết mục này sẽ được áp dụng một hiệu ứng trình diễn hoàn toàn mới, cùng sự kết hợp độc đáo giữa pháo hoa và nước, chắc chắn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ và thú vị dành cho quý vị khán giả. Coming to the 2024 festival season, Joey Pyro brings a performance titled A New Breeze, promising to be the best performance ever seen in Asia. In this Joey Pyro will showcase the strength of the spring, the signaling of powers of music, and all the things that are emotions. This performance will employ revealing the spirit of the world of the beauty of the farmers and the water.